Sáng mùng 6 tháng 9, đoàn kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam do Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra giám sát tại Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2023 và 8 tháng đầu năm 2024, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt gần 1.978 tỷ đồng với trên 40.100 lượt khách hàng, qua đó giúp cho trên 9.800 hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo, được vay vốn, trên 9.800 lao động có việc làm ổn định, xây dựng trên 31.777 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, trên 3.100 lượt hộ gia đình ở vùng khó khăn, được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hỗ trợ 200 người lao động được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động hỗ trợ xây dựng trên 400 căn nhà cho hộ gia đình có thu nhập thấp. Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi đánh giá tình hình thực hiện công tác chính sách tín dụng trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đồng thời chỉ ra những bất cập, những tồn tại trong việc xử lý nợ quá hạn trong đề án chiến lược xây dựng và phát triển ngân hàng chính sách xã hội giai đoạn 2025-2030. Tỉnh Thái Nguyên cũng kiến nghị đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc trưởng đoàn kiểm tra giám sát phạm hồng hương đề nghị công tác phối hợp của ngân hàng chính sách xã hội với các tổ chức hội nhận ủy thác cần duy trì chặt chẽ bài bản để đảm bảo trong thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh thái nguyên đối với các kiến nghị của tỉnh thái nguyên đoàn kiểm tra sẽ tiếp thu tổng hợp đầy đủ để báo cáo và đề xuất kiến nghị trưởng ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội việt nam và ban lãnh đạo ngân hàng chính sách xã hội việt nam xem xét